Rất vui được chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin bóng đá sáng ngày 26 tháng 9 của Game Bóng Đá TV. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi các bạn nhé. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết có trong bản tin ngày hôm nay. Mới đây, chị gái Katia Aveiro của Rodo lại tiếp tục gây tranh cãi khi công khai chế nhạo ngôi sao mang băng đội trưởng của tuyển Argentina. Kẻ mạnh sẽ không cần người khác bảo vệ. Chị gái Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro đăng bức hình so sánh khoảnh khắc em trai bị chảy máu mũi khi đối đầu với Cộng hòa Séc ở UEFA Nations League với lúc Lionel Messi nằm sân và được đồng đội ở tuyển Argentina lao đến bảo vệ trong trận giao hữu với Honduras. Trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay, pha không chiến với thủ môn Thomas Vaclik khiến Ronaldo chảy nhiều máu ở mũi. Sau khi được sơ cứu, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục trở lại sân để chơi trọn vẹn 90 phút. CR7 kịp để lại dấu ấn với pha kiến tạo bằng đầu để Diogo Jota ấn định chiến thắng 4-0 trước Cộng hòa Séc. Cùng ngày, Messi cũng góp mặt trong trận giao hữu với Honduras. El Pulga cũng bị đau sau pha huých vai của Deby Flores. Ngay lập tức, hàng loạt đồng đội lao đến đòi ăn thua đủ với cầu thủ bên phía Honduras. Trong trận đấu này, Messi tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Siêu tiền đạo Erling Haaland đang có một khởi đầu như mơ tại đội bóng mới Man City. Anh không tốn quá nhiều thời gian để thích nghi với môi trường bóng đá khắc nghiệt tại ngoại hạng Anh. Bằng chứng là cầu thủ người Na Uy đã ghi được 11 bàn thắng ở giải đấu trong 7 trận đầu tiên ra sân, đặc biệt là hai cú hat-trick siêu đẳng vào lưới Crystal Palace và Nottingham Forest. Ngoài ra, Haaland còn ghi thêm 3 bàn sau 2 trận mở màn Champions League 2022-2023, nâng tổng số bàn thắng lên con số 26 sau 21 trận thi đấu. Với phong độ chói sáng của Haaland trong màu áo Man City thời gian qua, giới mộ điệu cùng với người hâm mộ bóng đá đang kỳ vọng tiền đạo 22 tuổi sẽ giúp đội bóng chủ sân Etihad phá rớp tại cúp C1 châu Âu năm nay. Trong hai mùa giải gần nhất, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đã có cơ hội rất lớn để đứng trên đỉnh lục địa già khi lần lượt lọt vào tới chung kết và bán kết. Tuy nhiên, cuối cùng họ vẫn phải nhận thất bại tức tưởi bởi một lý do duy nhất, không có tiền đạo cắm thực thụ. Erling Haaland rõ ràng là mảnh ghép mà The Citizens còn thiếu trong suốt những mùa giải gần đây, đó chính là sự hiệu quả. Nên nhớ, đội bóng chủ sân Etihad đã không ít lần trải qua các trận đấu mà họ cầm bóng lên đến 80% nhưng vẫn không thể tìm thấy đường vào khung thành của đối thủ. Và bây giờ, với sự hiện diện của một con quái vật trong đội hình sẵn sàng kết liễu đối thủ bất cứ lúc nào như Haaland, Man City đã tìm ra lời giải cho bài toán hóc búa của mình. Mặc dù vẫn còn quá sớm để khẳng định Haaland sẽ giúp Man City giải đen tại đấu trường châu Âu, tuy nhiên với tín hiệu tích cực trong thời gian gần đây, các fan hâm mộ của sắc xanh thành Man sẽ có quyền mơ về chiếc cúp tai voi danh giá bậc nhất châu Âu sẽ nằm trong phòng truyền thống của sân vận động Etihad. Mới đây, trong một cuộc trò chuyện với Mundo Deportivo, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG đã lên tiếng chỉ trích Super League, đồng thời mỉa mai đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid. Real Madrid đang hành động rất kỳ lạ, họ muốn bỏ Champions League, nhưng khi giành được chức vô địch vẫn tổ chức ăn mừng. Điều này thật nực cười. Với tôi, Champions League chính là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh dành cho các câu lạc bộ. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không muốn lãng phí thời gian để làm một việc vô nghĩa và bất khả thi. Hãy sống với thực tại đi. Dù phán quyết của tòa án ra sao thì cũng không có gì thay đổi. Super League đã bị loại bỏ hoàn toàn vì không ai muốn tham gia cả. Tôi chỉ thấy ba đội bóng tỏ ra giận dỗi những đội còn lại và muốn lôi mọi người ra tòa. PSG là một trong những đội bóng lớn của châu Âu từ chối tham gia thành lập Super League. Điều này cho thấy gã nhà giàu nước Pháp đã không hề tán thành ý tưởng được cho là điên rồ này ngay từ đầu. Sau khi có đến 9 trên 12 ông lớn nói lời chia tay với siêu giải đấu, chính chủ tịch UEFA Alexander Seferin cũng khẳng định Super League đã đi vào ngõ cụt và sẽ không có bất kỳ giải đấu mới nào được ra đời. Trong khoảng 2 mùa giải trở lại đây, Roberto Firmino đã dần đánh mất vị trí khi có sự xuất hiện của tiền đạo Diogo Jota. Ngoài ra, anh cũng không còn duy trì được phong độ như những mùa giải trước đó. Dù vậy, anh vẫn luôn là một con bài chất lượng trong tay huấn luyện viên Klopp. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Firmino ngỏ ý muốn tiếp tục gắn bó với Liverpool, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, đội chủ sân Anfield vẫn chưa có động thái nào về việc gia hạn hợp đồng với anh. Thậm chí có vẻ như The Kop còn đang sẵn sàng biến Firmino thành vật tế thần trong thời gian tới.
Cụ thể, theo tờ Football Total, huấn luyện viên Jurgen Klopp khao khát có được chữ ký của Memphis Depay và Firmino sẽ phải ra đi theo chiều ngược lại. Được biết đây sẽ là một thương vụ trao đổi trực tiếp và không có bất kỳ khoản phí nào kèm theo. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, thông tin trên cũng mới chỉ là ý tưởng. Trong quá khứ, ngôi sao người Hà Lan từng có thời gian chơi bóng tại Ngoại hạng Anh trong màu áo MU. Dù đến sân Old Trafford với nhiều hy vọng, nhưng sau cùng, những gì anh để lại cho người hâm mộ Quỷ Đỏ chỉ là sự thất vọng. Chính vì vậy, nếu có cơ hội được trở lại xứ sở sương mù, Depay chắc chắn sẽ không để lỡ cơ hội chứng minh năng lực bản thân. Man City, Liverpool, Chelsea và MU đều bày tỏ sự quan tâm tới Bellingham sau khi chứng kiến tiền vệ trẻ này trưởng thành vượt bậc tại Bundesliga. Trước đó có tin Dortmund hét giá ngôi sao của mình lên tới 130 triệu bảng. Tuy nhiên, các nguồn tin tại Đức mới đây cho biết Bellingham có thể ra đi với giá thấp hơn 50 triệu bảng, miễn là nó được thanh toán một lần. Man City chắc chắn sẽ có nhiều lợi thế để thu hút Bellingham, nhất là khi họ có thể mang đến cơ hội giành các danh hiệu cao nhất. Ngoài ra, Bellingham còn có thể tái ngộ người đồng đội cũ ở Dortmund là Erling Haaland. Hai người là bạn thân và cầu thủ người Na Uy đã nói với anh rằng đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ tại câu lạc bộ mới. Theo tờ The Sun, Manchester City đã xác định Jude Bellingham sẽ là mục tiêu chuyển nhượng của đội bóng trong mùa hè 2023. Họ muốn cầu thủ người Anh thay thế cho Gundogan trong tương lai. Cầu thủ người Đức năm nay đã 31 tuổi và sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này. Bản tin bóng đá sáng ngày 26 tháng 9 của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại! Hiền bóng đá, kết nối niềm đam mê thúc cầu.